Hello, hello, hello. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 8. Và lại là mình Nami đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thông tin hot hit nhất trong tuần vừa qua. Đó chính là tin tức về việc AMD đã cho ra mắt bộ vi xử lý mới Zen 3 có tên là Ryzen 5000 vào thứ 5 vừa rồi. Và ở đây thì mình thấy là AMD đặt tên có hơi củ chuối một chút xíu. Và mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Tại sao chúng ta sẽ gọi là Zen 3 rồi Ryzen 5000? Thì ở đây, thứ nhất chúng ta sẽ có Zen 1 thì bao gồm có Ryzen 1000 và Ryzen 2000. Zen 2 thì sẽ là Ryzen 3000. Còn về Zen 3 vừa mới ra mắt vừa qua thì sẽ là Ryzen 5000. Ở đây đã hoàn toàn bỏ qua Ryzen 4000. Bởi lẽ là em nó thì chỉ dành cho các dòng máy bộ mà thôi. Trước nay thì AMD luôn bị một cái áp lực rất lớn khi mà thường xuyên bị mang hiệu năng lên bàn cân so sánh với đối thủ của mình là Intel. Còn Intel thì vẫn vậy, luôn nằm chễm chệ trên cái top 1 trong lòng game thủ. Nhưng mà chúng ta thì cũng không thể nào phủ nhận được rằng là Zen 1 đã tốt rồi này, Zen 2 tuyệt vời và Zen 3 tới đây thì hứa hẹn sẽ là một cái sự đại cải tiến từ kiến trúc cho tới hiệu năng IBC. Và trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chi tiết hơn thì ngay bây giờ các bạn và cùng với mình hãy cùng đọc qua một cái dòng tin chính xác đến từ nhà AMD. Và có thể nói cái dòng tin này đã làm mát lòng mát dạ tất cả các fan của đội đỏ. AMD Ryzen 5000 mang tới hiệu năng IBC cao hơn 19% so với thế hệ cũ. Kiến trúc Zen 3 đẩy khả năng cho gaming và các nhà sáng tạo lên tầm cao mới. Kiến trúc Zen 3 giảm độ trễ từ các nhân và giao tiếp bộ nhớ đệm và tăng gấp đôi lượng đệm L3 mỗi nhân, tổng mang lại hiệu năng trên watt cao gấp 2,8 lần đối thủ. Với Ryzen 9 5950X 16 nhân sẽ mang lại hiệu năng đơn nhân của CPU desktop cao nhất so với các CPU khác hiện tại. Câu này có ý ám chỉ là cao hơn cả Intel nhé. Hiệu năng gaming desktop cùng socket phổ thông cao nhất thế giới, tức là không tính socket TR4 và 2066. Với Ryzen 9 5900X 12 nhân sẽ mang lại hiệu năng gaming 1080p cao hơn trung bình 7% so với đối thủ tương đương. Và hiệu năng gaming 1080p cao hơn trung bình 26% trên các tựa game được lựa chọn. Mặc dù hiệu năng đơn nhân cũng như là đa nhân của AMD thì không phải là kém nhá, nhưng mà AMD những cái thời CPU trước đây ấy, thì luôn gặp khó khăn ở những cái tựa game ăn CPU. Bởi lẽ cái lý do ở đây thì hoàn toàn không phải là do AMD, mà là ở trong cái ngành công nghiệp game thì một thời gian dài trước đây đang hầu như là chỉ làm game cho CPU nhà Intel. Vậy nên là nó có cái sự tối ưu hóa riêng biệt. Còn AMD thì chỉ mới gần đây mới quay trở lại. Trước đây thì nhà AMD cũng đã gặp phải những cái vấn đề liên quan đến thiết kế CPU từ Gen 1 cho tới Gen 2. Mỗi đế gồm 8 nhân CPU nhưng mà được chia làm 2 nhóm và mỗi nhóm thì có 4 nhân và từ đó thì sinh ra độ trễ tín hiệu trong giao tiếp. Có hai cách để xử lý cái việc này, hoặc là sẽ tăng IBC lên cực cao để bù đắp bằng việc tăng tính hiệu quả của bộ nhớ đệm và cái sức mạnh của từng nhân. Còn cách thứ hai thì giống như là Intel đang sử dụng, chúng ta sẽ tăng xung lên càng cao càng tốt. Và hiện tại thì Intel vẫn đang nắm giữ mức xung turbo boost cao nhất hiện tại, nhưng mà IBC kém hơn một chút. Ngược lại thì AMD có IBC cực mạnh nhưng xung lại thấp hơn. Mặc dù là điều này cũng chỉ dẫn tới mức chênh lệch hiệu năng là 5-10% ở các thiết lập hình ảnh cao nhất như là 4K cùng với RTX 3090, nhưng nó lại mang nỗi ám ảnh mỗi khi mà hai team fanboy xanh và đỏ tranh cãi rằng là AMD thì luôn luôn gaming kém hơn Intel. Vậy thì Zen 3 mới này có tốt hơn Intel hay không? Thì ngắn gọn ở đây lại là câu trả lời sẽ là có. Tuy nhiên là nó sẽ hơn bao nhiêu phần trăm thì chắc chắn là các bạn phải chờ đợi đến những cái video review khi mà mình trực tiếp có trên tay chiếc CPU đó nhé. Và như mình cũng đã nói thì sẽ có hai cách để giải quyết về hiệu năng gaming AMD. Và ở Zen 3 thì họ đã chọn cách thứ hai, đó là thay đổi thiết kế để triệt tiêu độ trễ giữa các nhân. Ở Zen 2 trước đây thì họ mới chỉ bước đầu xử lý vấn đề này bằng cách là tăng độ hiệu quả của bộ nhớ đệm này. Còn Zen 3 thì AMD đã chơi lớn là thay đổi hoàn toàn thiết kế nhân. Theo như những gì mình hiểu ấy, thì AMD đã bỏ ra thiết kế dạng 4 nhân trên 1 CCX và 2 CCX trên 1 đế CCD. Ở Zen 3 thì họ dồn cả 8 nhân vào 1 CCD và từ đó thì vấn đề độ trễ sẽ được loại bỏ. Điều này thì khiến cho hiệu năng IBC được tăng lên đáng kể với 19% mỗi luồng, cũng như là mức xung có thể đẩy lên cao hơn trước rất nhiều, dẫn đến tổng hiệu năng có thể tăng tới là 25% so với thế hệ cũ. Trước khi đi với vào phần giá thành thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tiến trình 7 nanomet mà nhà AMD sử dụng trên Zen 3 này. Thì ở đây sẽ không còn gọi là 7 nanomet cộng nữa, mà thay vào đó thì AMD cũng như TSMC đã gọi với một cái tên khác, đó chính là N7 cộng. Thực chất ở đây thì vẫn là 7 nanomet nhưng mà sẽ sử dụng là tia siêu cực tím hay tên chính xác là EUV. Điều này thì sẽ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ tới 10% và tăng 20% mật độ bóng bán dẫn,
Từ đó mà khiến cho Gen 3 sẽ có mức xung cao hơn nhưng mà không tăng điện năng tiêu thụ. Và cuối cùng, điều mà chúng ta mong đợi nhất đó chính là về những mẫu Ryzen 5000 cũng như là thời điểm ra mắt của chúng. Thì trong sự kiện vừa rồi, LiSASU cũng đã có công bố là tới đây chúng ta sẽ có 4 mẫu Gen 3, trong đó sẽ bao gồm có Ryzen 5 5600 này, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X cũng như là Ryzen 9 5950X. AMD vẫn giữ số nhân và số lượng như ở trên Gen 2. Điều mà tăng mạnh nhất đó chính là mức xung 5950X đã đạt tới 4.9GHz Turbo Boost, còn 5900X là 4.8GHz. Còn lại là 4.7 và 4.5GHz sẽ lần lượt ở trên 5800X và 5600X. Với việc tăng xung như vậy thì cùng với hiệu năng được tăng đáng kể nhờ thay đổi thiết kế, mức giá của các mẫu Ryzen 5000 cũng đắt hơn $50 so với thế hệ cũ, tức là khoảng 1,2 triệu đồng. Các mẫu vi xử lý Gen 3 này thì sẽ tương thích với các bo mạch chủ Series 500, gồm có X570, B550 và A520 mới, cùng với một vài bo mạch chủ Series 400 hỗ trợ BIOS 32M. Nhưng mà để tối ưu hiệu năng hơn thì mình vẫn khuyên các bạn là nên mua đầu năm. Còn nếu như bạn nào vẫn muốn thử trải nghiệm Ryzen 3 mà hoặc một chút xíu về hiệu năng thì trong thời gian tới đây các hãng cũng đang dần dần cập nhật tất cả những cái CPU hỗ trợ của họ. Và chính xác thì vào ngày 5 tháng 11 tới đây trên toàn cầu cũng như là tại Hà Nội Computer sẽ mở bán những chiếc Ryzen 5000 đầu tiên. Lúc đó thì các bạn hãy chờ đợi những cái video review của chúng mình để chi tiết về em nó nhé. Còn video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh cũng như là chờ đợi vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần để đón xem tuần nhanh công nghệ của Hà Nội Computer nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.